Một trong những sự kiện quan trọng nhất khi chúng ta nhắc tới nhà Tây Sơn nói chung và Quang Trung Hoàng đế nói riêng chính là cuộc xung đột với nhà Thanh vào cuối năm 1788, đầu năm 1789. Vào cuối năm 1788, nhân lúc tình hình ở Đại Việt đang rối ren bởi nội chiến và cũng như để làm đẹp thêm cho bản thành tích của mình, vua Càn Long đã phát động một chiến dịch quân sự xâm lược Đại Việt với cái cớ giúp nhà Lê giành lại quyền lực. Và kết quả của cuộc chiến thì có lẽ không ai là không biết. Quân Tây Sơn đã đánh bại hoàn toàn lực lượng nhà Thanh vào Tết Kỷ Dậu 1789. Tuy nhiên, cũng chính vì ánh hào quang chói lọi như vậy nên mọi người phần lớn thường không quá quan tâm đến giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi quân Thanh đã thực sự gây ra khó khăn cho lực lượng Tây Sơn lúc đó đang đóng giữ ở Bắc Hà. Trong video của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giai đoạn đầu của cuộc chiến thông qua bài viết Quân Thanh tiến vào Thăng Long của tác giả Lê Tùng Dương được đăng trên website của Spiderum nhé. Bài viết này khái quát lại quá trình quân Thanh tiến vào Thăng Long qua 3 trận chiến chính tại Thọ Xương, Thị Cầu và Phú Lương dựa trên tác phẩm nghiên cứu Việt Thanh Chiến Dịch của Nguyễn Duy Chính. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi! Lực lượng quân Thanh. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết tường tận về lực lượng cũng như các tướng lĩnh chỉ huy bên phía quân Thanh. Cũng cần phải nói rằng, con số 20 vạn hoặc 29 vạn quân Thanh như sử liệu nước ta ghi nhận quả thực rất thiếu tính thực tế do không nắm được tường tận tình hình bên địch. Những số liệu được sử dụng trong bài sẽ được trích từ các ghi chép của nhà Thanh, vì dù sao thì cũng là tự họ kiểm kê lại nhân lực của mình, nên độ chính xác cao hơn ít nhiều. Việc các tướng lĩnh quan lại của nhà Thanh có mặt trong chiến dịch này thì chỉ huy tối cao là Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị và chỉ huy yểm trợ là Tổng đốc Vân Quý Phú Cương. Quân Thanh tiến sang Đại Việt chia làm hai cánh quân Đông Tây. Về cánh phía Đông, chỉ huy là Đề đốc Quảng Tây Hứa Thế Hanh. Hai phụ tá là Tổng binh Quảng Tây Thượng Duy Thăng và Tổng binh Quảng Đông Trương Triều Long. Phó tướng của hai người này lần lượt là Tôn Khánh Thánh và Lý Hóa Long. Về cánh phía Tây, chỉ huy là Đề đốc Vân Nam Ô Đại Kinh. Hai phụ tá của cánh quân này là Tổng binh Thọ Xuân Đinh Trụ và Tổng binh Khai Hóa Tôn Khởi Giao. Về quân số mà nhà Thanh điều động cho chiến dịch này thì con số ít hơn hẳn so với nhiều chiến dịch khác trong thời Càn Long. Về phần quân chính quy thì ban đầu có 5.000 quân ở Quảng Đông và 1 vạn quân Quảng Tây được điều động. Về sau, Tôn Sĩ Nghị cho là không đủ nên điều động thêm 3.000 lính Quảng Đông và 3.500 lính Quảng Tây. Tổng cộng, quân chính quy có 21.500 quân và 751 ngựa. Khi tiến sang Đại Việt, Tôn Sĩ Nghị để lại 4.000 quân đóng tại các quan ải dọc biên giới, 2.000 quân phòng thủ Lạng Sơn, 1.300 người chia ra canh gác 17 kho lương thực dọc con đường từ Lạng Sơn đến Thăng Long, 1.700 người khác canh phòng tại các nơi hiểm yếu. Tính ra khi tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị còn khoảng 12.500 quân trong tay. Ngoài hướng tiến quân từ Lưỡng Quảng, còn có một mũi thứ hai là từ Vân Quý. Tổng đốc Vân Quý là Phú Cương tình nguyện đi theo, nhưng vua Càn Long không đồng ý nên chỉ có Ô Đại Kinh và Đinh Trụ xuất quan. Đạo quân này bao gồm 8.000 binh sĩ. Toàn bộ lực lượng được điều động đều thuộc biên chế của Lục Doanh, tức là các đạo quân người Hán. Nhà Thanh hoàn toàn không điều động được lực lượng được cho là tinh nhuệ của họ bấy giờ là Bát Kỳ gồm binh sĩ người Mãn. Đó là quân chính quy. Còn ngoài ra, cũng có các lực lượng phụ trợ khác. Nhà Thanh huy động một lực lượng lớn thổ binh, Mã Phu và Dân Phu đi theo trợ chiến. Ở hướng Lưỡng Quảng, thổ quan Châu Bảo Lạc là Nông Phúc Tấn dẫn 2.000 quân đi theo. Người này được giao nhiệm vụ tấn công Cao Bằng. Thổ ti Điềm Châu Sầm Nghi Đống cũng dẫn 2.000 thổ binh đi theo trợ chiến. Ở hướng Vân Quý, có 1.500 thổ binh đi theo dẫn đường. Ngựa mà quân Thanh dùng trong đợt hành binh này không phải là ngựa chiến mà là các loại ngựa bản địa, nhỏ nhưng dai sức, dùng cho quan quân cưỡi và chở đồ đạc, súng đạn. Mỗi con ngựa có 2 dân phu phục dịch. Hướng Lưỡng Quảng mang theo tổng cộng 751 con ngựa, còn hướng Vân Quý mang thêm 1.000 con ngựa. Các trạm dịch dọc đường hành quân sẽ chịu nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho ngựa. Để vận tải súng ống, quân dụng, canh giữ, chuyển vận lương thảo, chăn ngựa, một số lượng lớn dân phu cũng được huy động. Số người này phần lớn là dân chúng vùng phía Nam Trung Hoa, bị bắt đi làm công không lương, được nuôi ăn và cả một số người Việt tại biên giới. Theo ước tính, có khoảng hơn 7 vạn dân phu được huy động. Các chiến dịch của Trung Hoa thời Trung Đại luôn gặp những khó khăn về mặt tiếp vận
nên chỉ có khoảng 1/4 nhân lực là trực tiếp chiến đấu, còn lại để phục vụ cho công tác hậu cần. Ngoài ra, con số binh sĩ cũng được thổi phồng để tuyên truyền nên số nhân lực trong các chiến dịch thực sự thường rất lớn. Trong chiến dịch tiến đánh Đại Việt, nhà Thanh chỉ dùng nguồn lực của 4 tỉnh giáp với nước ta nên công tác chuẩn bị khá nhanh và lực lượng cũng được coi là nhỏ nhất trong 10 chiến dịch lớn dưới thời Càn Long. Quân Thanh chiếm đóng Thăng Long. Quân Thanh bắt đầu tiến vào nước ta vào khoảng cuối năm 1788. Quân Tây Sơn lập 3 điểm phòng thủ chính dựa vào 3 con sông là Thọ Xương, sông Thương, Thị Cầu, sông Cầu và Phú Lương, sông Hồng. Ngoài ra, còn có rất nhiều các vị trí phòng thủ rải rác dọc biên giới do các thổ quan, thổ binh phòng ngự để nghi binh và cản bước tiến của quân Thanh. Các đồn lũy của Tây Sơn được xây dựng bằng gỗ, ngoài đào hào cắm trong theo phong cách của các công trình phòng ngự ở đằng trong. Khi cảm thấy không chống đỡ nổi, quân Tây Sơn sẽ rút lui để bảo toàn lực lượng. Ngược lại, lực lượng thổ binh thường đầu hàng. Người được giao nhiệm vụ trấn thủ Lạng Sơn, Phan Khải Đức, đầu hàng và chủ động đóng vai trò tiên phong dẫn quân Thanh đánh xuống là một bất lợi khá lớn cho quân Tây Sơn. Suốt quãng đường từ Lạng Sơn xuống Thăng Long, quân Tây Sơn chủ động rút lui tránh giao chiến. Quân Tây Sơn còn phá cầu Phao Bắc qua sông Thọ Xương, lui về giữ bờ Nam, dựa vào địa thế để phòng thủ. Ngày 9 tháng 12 năm 1788, quân Thanh do du kích Trương Thuần và Đô Ti Châu Đôn đi theo đường Gia Quang, gặp một đội khăn đỏ từ núi cao đổ xuống đánh. Hai bên giao chiến, phần thắng nghiêng về quân Thanh. Quân Tây Sơn có 10 người bị giết, 13 người bị bắt. Viên đầu mục khăn đỏ trúng đạn tử trận. Trương Thuần đem quân đuổi từ Gia Quang, Vân Long đến Hà Hộ, phối hợp với quân của Trương Triều Long hai mặt đánh ập xuống, khiến hơn 100 quân Tây Sơn tử trận. Lại bắt thêm 52 người đem đi chém đầu thị uy. Trần Danh Bính, vốn hàng quân Thanh từ trước, sau nhận được thư của Ngô Văn Sở thì quay về chuộc tội, đóng quân ở Trụ Hữu. Tôn Sĩ Nghị sai Tôn Khánh Thành, thủ bị Lê Chí Minh đem 300 quân đánh úp. Trần Danh Bính bị bắt rồi xử tử. Về trận Tam Dị Trụ Hữu, Sử Thanh chép như sau. Tổng binh Trương Triều Long thống lĩnh 3.000 quân, trong đó chia ra 1.500 tên, lệnh cho tham tướng Trương Thuần dẫn đầu theo hướng Gia Quang tiến trước, còn Trương Triều Long dẫn 1.500 tên theo hướng Tam Dị đến khuấy nhiễu Trụ Hữu và các nơi xung quanh. Giáp công tiêu diệt chém giết, thu đoạt lúa gạo, lương thực, khí giới nhiều không kể xiết, bắt sống quân lính hơn 100 tên. Riêng Phó tướng Khánh Thành lại dẫn 300 quân khác mai phục nơi địa đầu gần ở Trụ Hữu, bắt sống tên Trần Danh Bính mà trước đã hàng phục, rồi sau lại phản, đem giải về quân doanh để xử theo chính pháp, càng khiến cho lòng quân thèm phấn chấn. Ngày 10 tháng 12 năm 1788, Tổng binh Thượng Duy Thăng dẫn 1.200 binh sĩ tiến đến bờ sông Thọ Xương. Hôm đó, sương mù dày đặc, Thiên Tổng Liêu Phi Hồng đem quân truy kích quân Tây Sơn. Do không biết cầu phao đã bị phá nên bị rơi xuống sông, suýt chết đuối. Quân Thanh sau đó kết bè làm cầu vượt sông Thọ Xương. Tổng binh Trương Triều Long cũng dẫn 1.500 quân theo đường mòn trên núi tràn xuống Tam Dị. Khi tiến đến ranh giới Tam Dị, Trụ Hữu thì đụng độ với quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn chia làm nhiều mặt, phân binh theo cờ đỏ, cờ trắng, cờ đen kéo đến tấn công. Quân Thanh cũng chia binh ba mặt nghênh chiến. Sau một hồi giao chiến, quân Tây Sơn rút lui. Trương Triều Long tranh thủ sai du kích Lưu Việt phục sẵn ở Thung Lũng. Ngày hôm sau, ngày 11 tháng 12 năm 1788, 200 quân Tây Sơn đến tấn công bị phục kích, phải bơi theo khe nước để lui về. Quân Thanh được thổ binh dẫn đường, đòn đánh ở khu rừng hạ lưu sông Thương. Quân Tây Sơn tan vỡ, bị bắt sống 79 người. Về trận Thọ Xương, Sử Thanh chép như sau. Bọn tổng binh Thượng Duy Thăng và Phó tướng Khánh Thành dẫn binh đi suốt đường tiến trước. Vào trống canh năm thì tới sông Thọ Xương, vừa lúc trời sương mù dày đặc miên man. Quân họ Nguyễn Tây Sơn bất ngờ chẳng kịp đề phòng nên thương tổn chết chóc nhiều vô số kể. Bọn còn lại liều mạng chạy trốn như chuột, chen lẫn nhau đến đứt cầu phao. Quân ta chặt trúc kết bè, trong một khắc đã chiếm lấy sông mà vượt lên trước. Dũng khí có thừa, xưa nay chưa từng thấy. Sau khi thua ở Thọ Xương, nội hầu Phan Văn Lân đem quân lên trấn giữ tại bờ nam sông Thị Cầu, đóng trên các sườn núi và chỗ hiểm yếu, lại dựng một loạt đồn lũy bằng tre, gỗ dọc theo bờ sông để phòng thủ. Ngày 12 tháng 12 năm 1788,
quân Thanh từ núi Tam Tằng tiến xuống đóng ở bắc ngạn sông Thị Cầu. Nơi đó đất thấp, Phan Văn Lân tập trung súng lớn bắn sang. Quân Thanh chống đỡ không nổi phải cố gắng theo cầu phao vượt sông. Quân Tây Sơn chặn cầu phao và dùng thuyền nhỏ đánh tới khiến nỗ lực vượt sông của quân Thanh thất bại. Hứa Thế Hành vội sai quân đắp tường đất để ngăn đạn. Hai bên giằng pháo hai bờ bắn sang nhau. Trận đấu pháo kéo dài từ trưa ngày 12 đến tận chiều tối ngày 13 tháng 12 năm 1788. Địa trận quân Tây Sơn khá vững chắc, lại thêm lợi thế từ cao bắn xuống nên chiếm được ưu thế. Thấy bất lợi, các hàng binh nhà Lê đi theo quân Thanh liền hiến kế lợi dùng dòng sông ngoằn ngoèo, tối tăm vòng ra xa rồi quay lại tập kích vào phía sau quân Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị theo kế, một mặt sai dân quân dùng thuyền chở chai gỗ giả vờ vượt sông, lại bí mật sai tổng binh Trương Triều Long đem 2.000 quân, lợi dụng đêm tối đi xuống 20 dặm rồi lén vượt sông. Trương Triều Long để lại 500 quân giữ bờ sông, 1.500 quân tiến lên phía trước, lại sai các thổ dân đi trước dẫn đường. Tôn Sĩ Nghị sợ quân ít nên sai thêm tổng binh Lý Hóa Long đem 500 quân đi tiếp ứng. Đến khoảng 2-3 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 1788, quân Thanh ôm ống tre làm phao, theo cầu nổi từ chính diện tiến sang. Trong khi đó, Trương Triều Long dẫn quân vòng qua sườn núi, đánh vào đại doanh của Phan Văn Lân. Quân Tây Sơn tan vỡ, bỏ đồn lùi về Thăng Long. Theo báo cáo của quân Thanh, trận này quân Tây Sơn chết 1.000 người, 500 người bị bắt, bị tịch thu 34 khẩu đại pháo, 432 người bị bắt rồi xử trảm. Sử Thanh chép về trận Thị Cầu như sau. Quan quân tới sông Thị Cầu, quân Nguyễn Tây Sơn tụ tập như kiến bên bờ nam, có lợi thế áp đảo từ trên cao xuống. Nhờ đó liền mấy ngày đánh chiếm mà ta không tài nào thắng nổi. Tôn Sĩ Nghị vờ ra lệnh cho nghĩa dân làm cầu phao, lại lệnh cho tổng binh Trương Triều Long nửa đêm lén vượt sông từ bên trái, ra mặt đánh úp phía sau quân doanh của chúng, treo hò dậy đất. Đại binh cũng theo cầu phao mà qua sông giáp công, chém giết hàng mấy nghìn và bắt sống hơn 500 người. Ngày 16 tháng 12 năm 1788, lúc trời mờ mờ sáng, quân Thanh kéo đến phía bắc sông Hồng. Quân Tây Sơn dùng thuyền chở đại pháo bắn chặn lại. Quân Thanh cướp được một số thuyền của ngư dân, chở khoảng 100 binh sĩ vượt sông. Hai bên đụng độ nhiều trận, cùng thiệt hại. Quân Tây Sơn bị bắt mất 17 người. Quân Thanh không kiếm đâu ra tre để đóng bè vượt sông, vì tre đã bị quân Tây Sơn chặt hết để làm đồn lũy. Tờ mờ sáng ngày 17 tháng 12 năm 1788, Hứa Tế Hành dẫn 200 quân cảm tử đột kích cướp được 30 chiếc thuyền nan, rồi dùng thuyền đó để chở đại quân vượt sông. Khi quân Thanh tới nơi, thành Thăng Long đã bỏ trống. Ngày 17 tháng 12 năm 1788, quân Thanh tiến vào Thăng Long. Triều đình của giám quốc Lê Duy Cẩn do Tây Sơn lập nên ra hàng. Quân Thanh ra tuyên cáo rồi chia quân ra đóng ở hai bên bờ sông, lại làm cầu nổi qua sông Hồng để tiện qua lại. Một số quan lại nhà Lê xin quân Thanh lập công. Những đầu nhỏ lẻ tẻ của Tây Sơn ở các nơi chưa kịp rút lui bị quân Thanh và dư đảng nhà Lê tiến đánh. Một số làng ở Bắc Hà cũng đánh trống để hưởng ứng đoàn quân viễn chinh. Về trận Phú Lương, Sử Thanh chép như sau. Sông Phú Lương là cửa ngõ của Thăng Long. Nguyên văn Lê Thành. Quân Nguyễn Tây Sơn thấy quan binh sắp đến, đem thuyền lớn nhỏ thu từng chiếc đến bờ nam ở giữa dòng, dùng súng trường và đại bác bắn trả. Quân ta không tài nào mau chóng vượt sông được. Tôn Sĩ Nghị xét thấy quân Nguyễn Tây Sơn thế dần loạn vỡ, bèn lệnh cho tướng sĩ dùng thuyền con của nhà nông và bè trúc đánh giết binh chúng ở giữa sông vào ban ngày. Còn săn canh 5 ngày hôm sau, thì Hứa Thế Hành đốc xuất hơn 200 quân thẳng tới bờ bên kia. Giữa lúc đêm tối mờ mịt, bọn ấy, Tây Sơn chẳng bài bố được bao nhiêu binh, nên quận Bách không thi thố được gì. Tiếp đó, quân ta đánh chiếm mấy chiếc thuyền, thay phiên vượt sông đánh giết bồi vào cho thêm đau, đồng thời đốt chìm hơn chục chiếc tàu thuyền ngoài bến sông. Toàn quân vượt sông, bọn tông tộc nhà Lê cùng trăm họ bèn mở cổng thành ra hàng. Ta chẳng đánh mà thắng. Một số nhận định. Ta có thể phần nào hình dung về chiến tranh ở khu vực Viễn Đông qua chiến dịch tiến vào Thăng Long của quân Thanh. Hậu cần là một vấn đề khá nhức nhối đối với các đạo quân thời Trung Đại như Hồng Y Richelieu đã nhận xét. Người ta có thể đọc thấy trong sử sách rằng có nhiều đạo quân đã chết vì thiếu ăn và vô kỷ luật hơn là bị quân thù tiêu diệt. Hỏa khí có vai trò khá lớn trong các trận chiến,
Tiêu biểu ở đây là trận đấu pháo kéo dài hơn một ngày bên sông Thị Cầu. Do điều kiện đường xá khó khăn, quân Thanh không thể mang theo pháo hạng nặng mà chỉ mang theo được những khẩu pháo hạng nhẹ. Các viên chỉ huy cấp cao nhất của quân Thanh là các viên quan văn chứ không phải quan võ. Tôn Sĩ Nghị vốn là một vị văn quan cấp cao của nhà Thanh, tham gia biên tập Tứ Khố Toàn Thư. Các nhà cầm quyền ở Trung Hoa Trung Đại áp dụng mô hình dùng văn chế võ để chế áp, phòng ngừa các vị võ tướng làm phản, chấp nhận việc khả năng tác chiến của quân đội có thể yếu đi rất nhiều. Trong suốt thời gian quân Thanh xuất quan tiến vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống vẫn đang lạc trong rừng núi bên biên giới Việt Trung. Mãi đến khi quân Thanh chiếm được Thăng Long, Lê Chiêu Thống mới gặp được Tôn Sĩ Nghị. Việc tìm kiếm vua Lê Chiêu Thống để củng cố cho tính dính danh của chiến dịch tiến vào Đại Việt là một vấn đề khá cấp thiết và gây đau đầu cho nhà Thanh. Không đơn thuần là những đợt tấn công biển người, quân Thanh cũng rất thành thạo trong việc sử dụng các chiến thuật. Như trong trận Thị Cầu, họ dùng chính binh để kiềm hãm nghi binh quân Tây Sơn ở mặt trước, hỗ trợ cho mũi nhọn kỳ binh của Trương Triều Long vượt sông, vòng ra phía sau lưng địch. Và đó là toàn bộ nội dung bài viết về những trận đánh đầu tiên trong cuộc xung đột cuối năm 1788, đầu năm 1789 giữa quân Thanh và quân Tây Sơn ở Bắc Hà. Với một số lợi thế nhất định, quân Thanh giành được một số thắng lợi và buộc Tây Sơn phải tạm rút khỏi Bắc Hà. Thế nhưng đến cuối cùng, ai mới là bên bất lợi? Chúng ta đều đã biết. Video xin được phép dừng tại đây. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spyroom. Đồng thời bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.